Xin chào các bạn. Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn solo note bài Đêm Buồn Tinh Lễ tông La Thứ ngang cao. La Thứ đây. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn chơi ở ngang cao này. Rồi, vào câu đầu tiên. Đã lâu rồi các bạn bấm từ nốt mí. Mí đây. Mí đô là, nhưng để cho nó long lên hơn thì các bạn kéo từ nốt rê tới mí. Mí đô là mi la, lá thì các bạn kéo từ nốt xuân tới lá đây. Lá lá xuân mi. Mi 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 đồ rê mi, bạn có thể bấm nút mi đây hoặc là nút mi đây, mà kéo này nghe hay hơn ha, nghe mềm mại hơn. Còn này ngoài mà nó ít long lanh hơn. Rồi bấm lại câu đầu ha. Rồi câu số 2. Mí đồ rê, rê rê đồ rê mí. Mi fa mi, rê đô si là. Vào lại ha. Đấy, câu số 2. Rồi, tiếp câu số 3. Mi. Mi nè. Son la si. Si đây. Si si đô la si. Si 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 mi xuân la. Rồi mình bấm lại câu số 3 nè. Đó, câu số 3. Rồi, câu số 4. La đây. Một la đây. La. Fa mi rê. Rê 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 đô. Kéo tới mấy? Mi mi son fa mi. Dạ rồi bấm lại ha. Rồi câu số 5, câu cuối. Mi mi lên đây, nốt dễ mi đây. Đô rê đô la. Đó. Đó. 5 câu của đoạn đầu. Rồi mình bấm lại 5 câu ha. Thank you.
Bây giờ tới đoạn điệp khúc. Điệp khúc thì nó có 4 câu nhưng mà nó giống nhau, nó hơi dài. Rồi bây giờ mình sẽ hướng dẫn điệp khúc ha. Là mưa rơi thức đêm ha. Là đây, là nó là vậy là. La son la mi re mi do do la mi re mi fa son son mi fa son fa mi chứ. Rồi bấm lại câu điệp khúc đầu tiên ha. La này, la rồi câu số 2 ha. Rê rê đây, rê 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 đồ mí rê đô rê mí đô rê đô là nhá si đô si là si mì dạ. Rồi bấm lại câu số 2 ha. Số 2. Rồi, câu 3 y như câu 1. Bắt đầu từ nó la. Mình bấm luôn ha, không có nên chậm nữa ha. Đó, y như câu 1. Rồi, câu số 4 y như câu 2. Khác mấy nốt cuối thôi. Rê. Rồi tới đây. Rồi. Y như câu trên nó khác ba nốt cuối ha. Mì. Son. La. À này. Bốn câu điệp khúc. Rồi, đoạn sau y như đoạn đầu. Đó, bao nhiêu vậy thôi. À, chúc các bạn vui vẻ nha.